Giá cà phê được chúng tôi cập nhật lúc 4 giờ ngày mùng 6 tháng 9 năm 2024, kênh cập nhật giá hai lần ngày và đưa thông tin mới nhất đến với người xem. Lưu ý, các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch. Giá cà phê hôm nay ngày mùng 6 tháng 9 năm 2024, Arabica chưa dứt đà giảm, chuyện gì đang xảy ra trên sàn London? Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới diễn biến trái chiều trên hai sàn giao dịch. Cụ thể, trên sàn Ice Futures Europe, giá cà phê Robust tại giao tháng 9 năm 2024 tăng 2,42%, đạt 4.824 đô la mỗi tấn. Giá cà phê Robust tại giao tháng 11 năm 2024 tăng 1,71%, đạt 4.590 đô la tấn. Trong khi đó, trên sàn Ice Futures Earth, giá cà phê Arabica giao tháng 9 năm 2024 giảm 0,14%, về mức 242,45 euros cent Giá cà phê Arabica giao tháng 12 năm 2024 giảm 0,15%, đạt 240,7 cent pa. Giá Robusta liên tục tăng trong khi Arabica giảm nhiều ngày gần đây đã thu hẹp khoảng cách giá giữa hai loại cà phê. Theo Bloomberg, trong tuần trước, giá Arabia chỉ cao hơn Robusta 28 US cent pa, mức chênh lệch nhỏ nhất kể từ năm 2008 đến nay. Trước đó đã có thời điểm con số này lên đến 91 US cent pa. Giá cà phê trong nước cùng xu hướng giảm với giá Arabica thế giới trong phiên giao dịch vừa qua. Giá Arabica liên tục giảm trên sàn London, đã rớt mất hơn 13 US cent pa chỉ trong khoảng một tuần trở lại đây chủ yếu là do hoạt động bán tháo của giới đầu cơ trên sàn lăng đơn. Các nhà giao dịch cho biết thị trường đã mua quá mức về mặt kỹ thuật và có thể sẽ giảm trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, thông tin xuất khẩu cà phê toàn cầu tăng mạnh cũng gây sức ép lên thị trường. Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế ICO, trong tháng 7, xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 11,29 triệu bao, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 10 tháng đầu niên vụ 2023-2024. Tháng, tháng 10 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024, xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt tổng cộng 115,01 triệu bao, tăng 10,5% so với 104,05 triệu bao trong cùng kỳ niên vụ 2022-2023. Trong khi đó, dự trữ cà phê Arabica đã qua phân loại chứng nhận nắm giữ trên thị trường New York đã tăng thêm 7.683 bao vào ngày 30 tháng 8 nâng tổng lượng tồn kho lên 847.873 bao. Cụ thể, gồm 98% lượng dự trữ được lưu giữ tại châu Âu với tổng cộng 832.230 bao và số còn lại 15.643 bao được lưu giữ tại Mỹ. Trong số đó, tổng cộng 399.595 bao, tương đương 47,1% lượng cà phê đã đăng ký và lưu trữ trong các kho tiêu dùng của sàn giao dịch là cà phê Arabica đã qua chế biến từ Brazil và 13,57% là từ Honduras. Còn tại Việt Nam, theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 8 tháng năm 2024, xuất khẩu cà phê đạt 1,05 triệu tấn cà phê, thu về 4,03 tỷ đô la giảm 11,9% về lượng song tăng mạnh 36,1% về giá trị. Giá xuất khẩu cà phê trong 8 tháng đạt 3.805 đô la mỗi tấn, tăng 54,5% so với cùng kỳ. Sản lượng cà phê vụ 2024-2025 của Việt Nam dự kiến giảm sâu về mức thấp nhất 13 năm. Cùng với đó, hãng Heger Airboy Global Market cắt giảm dự báo khoảng 2,4 triệu bao cà phê vụ 2024-2025 tại Brazil so với dự báo ban đầu về 63,3 triệu bao. Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ 100-200 đến đồng kg tùy vùng trồng. Qua đó, đưa mức giá cà phê trung bình hiện ở quanh mốc 117.900 đồng/kg tại khu vực Tây Nguyên. Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk tăng 200 đồng mỗi kg, đạt 118.100 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng cũng tăng 200 đồng mỗi kg, đạt 117.200 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay tại Gia Lai tăng nhẹ 100 đồng mỗi kg, lên mức 118.000 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông tăng 200 đồng mỗi kg, đạt 118.300 đồng mỗi kg, là giá thu mua cà phê cao nhất tại khu vực Tây Nguyên hôm nay.